Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh Món Chay Mỗi Ngày. Hôm nay em lại chia sẻ với cả nhà một món ăn chay nữa. Đó là món bò kho chay. Món này chúng ta có thể dành để ăn sáng nè, hoặc là chúng ta có thể đãi tiệc cũng được ha. Bò kho chay có cái vị mặn mặn, ngọt thanh từ nước dừa, nấm thì giòn, đậu hũ thì béo, bò lắc chay thì dai dai ha. Món này chúng ta ăn kèm với bánh mì nè và rau để canh chua, chấm thêm một ít muối ớt chanh nữa thì rất là tuyệt vời luôn. Làm thế nào để có một cái tô bò kho cái vị thì tương đối chấp nhận được? Thì em xin mời cả nhà cùng em vào bếp để thực hiện món ăn này nha. Đầu tiên thì em sẽ nói sơ qua cái phần nguyên liệu của mình ha. Trước tiên thì em có ở đây là 200g nấm đùi gà baby. Cái loại này thì cả nhà nếu không có mua được loại này thì mình mua cái loại nấm đùi gà lớn ha. Sau đó về mình cắt nhỏ nhỏ ra cho vừa ăn nè. Em có thêm ở đây là 10g nấm đông cô khô. Em đã ngâm mềm và rửa sạch lại với nhiều nước ha. Có tiếp ở đây là 10g bò lát chay ha, em cũng ngâm mềm và xả lại với nhiều nước và vắt thật ráo nè. Em có thêm là 2 miếng đậu hũ, em mua đậu hũ trắng về em cắt ra rồi sau đó em chiên lại đó cả nhà. Tiếp theo em có ở đây là 1 ít ớt băm và 3 cây sả đập dập cắt khúc nè, nửa cái củ hành tây tương đương với là 100g ha. Rồi tiếp theo nữa em có ở đây tỏi băm, hành tím băm và sả băm. Tiếp theo nữa em sẽ có là một cái bột gia vị bò kho ha. Cái này mình có thể dễ dàng mua ở các tiệm tạp hóa ha cả nhà. Cái bịch này là 25g nha. Rồi tiếp theo nữa em có ở đây là nước dừa tươi nè. Mình mua dừa tươi cái loại mà mình nấu nước ngọt nha cả nhà. Tức là nó càng ngọt thì cái món bò kho của mình sẽ càng ngon ha. Cả nhà đừng dùng nước dừa non nha. Tức là trái dừa còn non đó thì mình nấu ra nó sẽ bị chua nha. Rồi em có ở đây là cái gia vị ướp nè. Gồm 1 muỗng canh hạt nêm chay, 2 muỗng canh đường và 1 muỗng cà phê muối. Và 1 muỗng canh nước tương, cộng thêm là 1 muỗng canh màu dầu điều ha. Nếu cả nhà không có màu dầu điều thì mình không cho vào cũng được nha. Rồi bước tiếp theo của mình sẽ là cái bước ướp gia vị nha cả nhà. Em cho hết cái phần nấm đùi gà nè, nấm đông cô và bò lắc chay vào đây. Cho luôn cái phần đậu hũ ha. Rồi em sẽ cho vào đây là 1 ít sả nè, 1 ít hành tím băm và 1 ít tỏi băm ha. Phần còn lại chút xíu nữa mình để mình phi thơm nha. Và đây là cái gói gia vị bò kho của mình nè. Em sẽ cắt ra ha và cho vào đây nửa gói nha cả nhà. Mình sẽ chừa lại nửa gói nha. Chút xíu nữa mình phi cho nó thơm. Rồi tiếp theo nữa em sẽ cho cái phần gia vị ướp vào đây nè. Gồm 1 muỗng cà phê muối, 1 muỗng canh hạt nêm chay và 2 muỗng canh đường ha. Tiếp theo đó là 1 muỗng canh màu dầu đều. Nếu cả nhà không có thì không cho vào cũng được nha. Tiếp theo nữa sẽ là 1 muỗng canh nước tương. Rồi chúng ta sẽ xốc đều lên nha. Lúc nãy em quên cái phần cà rốt nè cả nhà. Em có 1 củ cà rốt là 100g ha. Mình sẽ tỉa hoa và cắt khúc dày dày nha. Đây em cho vào đây em ướp luôn. Và quên luôn cái phần bột năng cả nhà ơi.
Đây, cái phần này là bột năng nè, 2 muỗng canh bột năng ha, chút xíu mình hòa với nước để mình cho vào cái nước bò để cho nó sánh lại đó. Rồi bây giờ mình để đây mình ướp 30 phút nha. Còn mình không có thời gian thì mình ướp ít nhất là 15 phút nha cả nhà. Sau 30 phút thì em sẽ bắt một cái nồi lên cho vào đây là 1 muỗng canh dầu ăn nè. Em sẽ cho hết cái phần hành tím băm, tỏi băm và sả băm vào đây mình xào lên cho thơm ha. Và đây là cái bước quan trọng để quyết định cái món bò kho của mình nó có thơm hay không đó cả nhà. Nãy em chừa lại nửa gói nè để vào đây nè. Sau khi để vào đây nó thơm lắm cả nhà ơi. Cái mùi bò kho bắt đầu nó bốc lên ha. Thơm nồng nặc cả nhà luôn á. Rồi bây giờ em cho hết cái phần lúc nãy mình ướp vào đây ha. Cái cách nấu của em là cực kỳ đơn giản luôn nha cả nhà. Nhưng mà hả chất lượng thì khỏi phải bàn nha, rất là ngon luôn á. Chứ không có cầu kỳ. Cái cách này cả nhà rất là dễ nấu nè. Không mất thời gian của mình bao lâu hết. Đám tiệc á, mình nấu cái món này á, thì rất là nhanh gọn luôn á. Rồi bây giờ em sẽ cho cái phần nước dừa vào đây trước ha. Cái phần nước dừa của mình sẽ là 650 ml nha cả nhà. Cộng thêm 150 ml nước lọc nữa, tổng cộng nó sẽ ra là 800 ml nước ha. Bây giờ cái nồi bò của chúng ta đã sôi trở lại rồi thì em cho luôn cái phần sả cộng vào nè. Có sả cộng vào giúp cho cái nồi bò kho của mình nó sẽ thơm hơn. Rồi bây giờ đợi cho nó sôi lên một chút xíu nữa thì mình sẽ nêm gia vị nha. Rồi bây giờ em sẽ bắt đầu nêm gia vị nè, em cho thêm vào đây là 1 muỗng canh hạt nêm chay, 3 muỗng canh đường. Nước mắm chay thì mình sẽ cho vào 1 muỗng canh lúc mà trước khi mình tắt bếp ha. Thì tùy vào cái độ ngọt của nước dừa và cái khẩu vị của gia đình mình ha để mình gia giảm cái gia vị nha. Cả nhà mình nấu á, mình nhớ mình canh cái phần cà rốt nha cả nhà. Mình nấu cà rốt vừa chín tới thì khi mình tắt bếp cái độ nóng nữa là chín vừa ha. Còn nếu như mà mình để nó chín mềm đó, mình tắt bếp thì cà rốt nó sẽ rụt, nó sẽ không ngon nha. Rồi bây giờ em sẽ đi hòa bột năng nè. Em có 2 muỗng canh bột năng, em sẽ hòa vào đây là 25 ml nước ha. Sau đó chúng ta sẽ khuấy đều ra cho nó tan đều. Rồi mình cho vào cái nước bò nè. Mình cho từ từ vào mình khuấy ha, mình canh cái độ sánh của nước nha. Nhưng mà em thấy 2 muỗng canh này thì cho vào đây nó rất là vừa luôn. Bây giờ thì cái nước bò nó đã sánh lại rồi nè cả nhà thấy không? Khi mình ăn bánh mì đó thì mình làm cho nước sánh ha. Còn nếu như cả nhà muốn ăn hủ tiếu á, thì mình nêm cho nó nhạt hơn và cái nước nó phải loãng hơn nha cả nhà. Đây em sẽ múc cho cái bạn nhỏ nhà em ra trước nè, để chút xíu mình để ớt vào cay nó ăn không được. Rồi bước tiếp theo em sẽ cho ớt vào nè và cho luôn cái phần hành tây vào ha. Bò kho thì phải cay cay mới ngon ha. Cả nhà mình thích ăn cay nhiều thì để nhiều ớt vào nha.
Bước cuối cùng em sẽ cho vào đây là một muỗng canh nước mắm chay nè, rồi sau đó mình tắt bếp nha. Rồi bây giờ em sẽ cho ra tô nè. Wow, cả nhà nhìn thấy không? Cái màu rất là đẹp luôn. Mà cả nhà có ở đây thì sẽ ngửi được cái mùi rất là thơm luôn cả nhà ơi. Cái món này hả? Đãi tiệc á, là số dách luôn nè. Mà không mất thời gian của chúng ta nữa. Nấu rất là nhanh luôn á. Rồi mình sẽ trang trí bằng một cái lá quế rất là đơn giản. Vậy là cái món bò kho chay của em đã hoàn thành rồi nè. À, ở đây em có chuẩn bị thêm là bánh mì nè, rồi muối ớt chanh, rau ăn kèm sẽ là ngò gai nè, ngò ôm và rau quế ha. Bò kho thì ngọt ngọt nè, cái nước thì nó sánh ha. Xé một miếng bánh mì chấm vào, rồi ăn kèm một miếng rau và chấm thêm một miếng muối ớt chanh nữa. Wow, nhất định cả nhà sẽ bị tan chảy ngay cái lần đầu mà mình thử đó. Cảm ơn cả nhà nãy giờ đã bỏ thời gian theo dõi video của em. Nếu thấy thích món ăn này thì cho em xin một like nè, một lượt chia sẻ để nhiều người biết đến hơn và một lượt đăng ký ha. Nhớ bấm vào cái chuông để xem thông báo khi có video mới nhất nha. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại cả nhà vào video tiếp theo. Bye bye!